chào các bạn. Ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành nâng cấp lại con hàng Erling Haaland các bạn. Vì ở cái bản cập nhật trước á, mình nâng nó chỉ được có chủ yếu nó vào cái điểm tắt các bạn, lên tới 65 luôn các bạn. Mình tưởng đâu là Haaland nó đang thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự các bạn, chỉ số khá cao luôn. Cho nên là ở bảng này thì mặc dù là cái chỉ số phụ của Haaland nó có sự thay đổi một chút, tuy nhiên là mình cũng vẫn sẽ nâng thử coi là nó có gì thay đổi không. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mua cầu thủ này luôn nha. Đây, 2008 các bạn. Đây, quá đẹp trai. Mình thấy ở cái bảng nâng cấp mới này các bạn, thì cái đồ họa đã được nâng cấp lên khá tốt nha. Cái vẻ, cái khuôn mặt của các cầu thủ nó khá giống với thực tế. Và cái cách chơi mình thấy nó có vẻ như là nó được nâng cấp lên một bậc nữa các bạn. Nó hơi khó một tí. Và các cái đội bóng mà trong máy đá là mình phải có kỹ thuật và đá có nét lắm nha, không có vô chi đâu.